giai điệu cuốn hút, trang phục thời thượng, ngoại hình ưa nhìn. Không lấy làm khó hiểu khi các nhóm nhạc của xứ sở Kim Chi lại có thể dễ dàng chinh phục một lượng lớn khán giả trẻ đến vậy. Rất thức thời, chính phủ Hàn Quốc đã ngay lập tức chọn những chàng trai Super Junior hay những cô gái SNSD làm đại sứ du lịch của nước mình. Và họ đã chứng minh đó là một sự lựa chọn thông minh. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng phong cách chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần gần gũi, đáng yêu, sự xuất hiện của Super Junior hay SNSD trong những tour lưu diễn âm nhạc ở bất cứ đâu đều mang theo dấu ấn của xứ Kim Chi tươi đẹp. Fan hâm mộ yêu mến thần tượng của mình, bởi thế họ sẽ càng thêm yêu mến mảnh đất mà thần tượng của họ đang đại diện và quảng bá. Và ngành du lịch của xứ sở Kim Chi cũng theo đó phất lên, nhờ cái gọi là sức lan tỏa của các ngôi sao Hallelujah tại khu vực châu Á. Trong khi đó, tại các nước châu Âu, Mỹ, các ngôi sao kiêm đại sứ du lịch đóng vai trò cũng không kém quan trọng. Điển hình là trường hợp cô ca sĩ tài năng Rihanna đã được chọn mặt gửi vàng cho vị trí đại sứ du lịch tại đảo quốc Barbados, nơi cô đã cất tiếng khóc chào đời. Từ khi được lựa chọn vào vị trí này, Rihanna đã rất tích cực tham gia vào nhiều hoạt động truyền bá nét đẹp văn hóa của quê hương. Mới đây nhất, tháng 1 vừa qua, cô đã tham gia quay một video clip nhằm quảng bá cho ngành du lịch của đảo quốc Barbados trong năm 2013. Không thể phủ nhận, sự góp mặt của cô ca sĩ nổi tiếng luôn cháy hết mình vì âm nhạc đã khiến mảnh đất nơi cô sinh ra được nhiều người biết đến hơn. Tuy nhiên, không chỉ các ngôi sao nổi tiếng mới có thể làm tốt vai trò của một đại sứ du lịch. Ví dụ như trường hợp đại sứ du lịch của Tây Ban Nha, đầu bếp kiêm chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng El Bulli, hay đại sứ du lịch của đất nước Nepal, Thapa Maga, người được sách kỷ lục Guinness công nhận là người lùn nhất thế giới. Rõ ràng, quảng bá hình ảnh của một đất nước, đó là trọng trách đặt lên vai của mọi vị đại sứ mỗi khi được bổ nhiệm. Tuy nhiên, kỳ vọng mà mỗi quốc gia mong muốn ở các đại sứ này ở mức độ nào và họ có thể làm tốt đến đâu, điều đó phụ thuộc rất lớn vào quyết định lựa chọn của các nước.